Vừa qua, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã Khánh Bình Tây, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau cho biết, vào khoảng 23 giờ 55 ngày 6 tháng 10, tại khu vực chợ Đá Bạc thuộc ấp Đá Bạc, xã Khánh Bình Tây, xảy ra vụ cháy các căn nhà kinh doanh cất liền kề. Vụ cháy bắt đầu từ tiệm tạp hóa Tự Chọn Kim Ngọc, sau đó cháy lan sang các hộ lân cận. Tiếp nhận thông tin, lực lượng địa phương đã huy động công an, quân sự, dân quân tự vệ và hỗ trợ của lực lượng chữa cháy công an tỉnh Cà Mau tiếp cận chữa cháy chống cháy lan. Tuy nhiên, do các hộ kinh doanh có nhiều đồ vật dễ cháy nên đám cháy bùng phát nhanh. Sau hơn 2 giờ, đám cháy được khống chế hoàn toàn. Vụ cháy không gây thiệt hại về người, nhưng đã gây thiệt hại 5 căn nhà của các hộ kinh doanh, trong đó có 3 căn bị thiêu rụi hoàn toàn, 2 căn bị cháy một phần. Ước tổng thiệt hại ban đầu hơn 2 tỷ đồng. Nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra làm rõ.